Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em tiếp tục về hàng, em quay video giới thiệu cho tất cả các bác cùng xem. Bác nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại Shop Long Hợi, số điện thoại đặt hàng 0975275636 hoặc số điện thoại 0942453417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc. Bác nào ở gần mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video nhé. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Những đơn hàng mà dưới 5kg thì tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn từ 5kg đến 10kg quay đầu, tiền ship sẽ là đồng giá 50.000 toàn quốc. Đây là tiền ship bên em hiện tại đang tính đồng giá theo cân nặng, không tính theo địa chỉ xa gần nhé. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ quay vào mẫu số 1 ạ. Số 1 là mấy cái mặt điện tử này các bác. Đây là mấy cái này nhá. Đằng sau nó sẽ có các cái phần ốc này các bác. Ốc thì hiện tại là thấy nó là vẫn còn nguyên. Còn đây thì dây nó đã cắt rồi. Những cái hàng này là hàng mặt điện tử, hàng tháo tủ, nên là nó sẽ cắt dây nha các bác. Còn ốc thì vẫn còn. Đây mặt trước của nó sẽ có mấy cái nút nhấn này. Đây em xem thông số này. Này là hàng của Thái Lan, Made in Thái Lan này các bác. Hàng sản xuất tại Thái Lan nhá. Các cái hàng SMC, hàng tháo máy. Đây em xem thông số nó có cái thông số nào không ta. À đây à, thông số điện của nó là AC 100 đến 240V các bác. Đây. Em giơ cận lên để các bác có thể xem rõ thông số của nó nhé. Các bác có thể chụp lại màn hình để mình lưu vào điện thoại xem lại thông số giúp em cũng được. Mẫu này là mẫu số 1 này, có giá là 50.000 một cái ạ. Mẫu này hiện tại em đang có 10 cái. Nếu bác nào mua hết thì bên em miễn ship luôn nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là một bộ combo các cái em. Này nó giống như cái khởi các bác. Gồm 2, 4, 6 chiếc. Đây, trong đấy nó sẽ có một chiếc này. Thương hiệu này, MEC. Mẫu này hàng Made in Korea này các bác. Đây, nó có cái tem như này. Mẫu này thì đang có một cái á. Đây, mẫu này là của Mitsubishi này. Mẫu này thì có 5 cái các bác. Cái tem của mẫu này hơi rách rồi. Để em xem có cái nào tem nó lành lành thôi. Hầu như cái tem nó bị rách hết các bác. Cái này hàng tháo tủ ấy, nó sẽ cắt đầu dây. Ốc thì vẫn còn đầy đủ. Theo quan sát là ốc còn đầy đủ nha các bác. Còn đầu dây thì nó đã cắt rồi. Tại vì các hàng tháo tủ này thì nó thường thường nó cắt dây cho nó nhanh ấy các bác. Đây là mẫu số 3 này. Nguyên combo trong rổ như này. Là gồm 6 món. Có giá là 300.000. À mẫu số 2. Mẫu số 2 nguyên combo 6 món này sẽ có giá là 300.000 nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là cái combo này. Sẽ là combo các cái mặt điện tử này các bác, mặt đồng hồ này. Đấy. Cái này của nó hàng SMC nha các bác. Đây bên sườn này, SMC Made in Japan. Nó sẽ lộn xộn mấy loại chứ nó không phải một loại đâu. Đây. Nếu bác nào mà có nhu cầu mua một loại thì mình bảo em để em lấy một loại cho nhá. Nếu mà muốn lấy lộn xộn thì báo em. Đây mẫu này cũng là Made in Japan này. Đằng sau nó sẽ có cái đầu dây, nó giống như kiểu đầu dây điện hay đầu dây cảm biến gì đằng sau này. Cái nào em thấy nó cũng có cái dây ấy. Đây, bây giờ cái đầu ống hơi này. Ống hơi này nó sẽ có ống 8, cả ống 6, ống 4. Đây. Các cái mặt điện tử này thì nó còn nguyên, không có bể vỡ nhá. Cái nào nó bể vỡ thì em đã loại ngay từ từ đầu rồi. Đấy. Cái này là mẫu số 3. Bộ combo là có 4 chiếc, có giá là 100.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Số 4 cái này nó này là cái gì đây? Cái này nó giống như cái cầu điện đi thôi. Để trên đây nó sẽ có các cái nút này. Cái này nó giống như kiểu là khi mình đấu điện và nó có đèn báo ấy các bác. Ốc thì vẫn còn nhá, đầu dây điện đã cắt. Đây đằng sau có cái tem này, món này hàng của LS Made in Korea, điện DC 24V này các bác. Đó. Đây em giơ cận vào các cái thông số cho các bác xem nhá. Đây là mẫu số 4 này, có giá là 100.000 một chiếc. Ở đầu đây nó có hai cái phần chân rắc cắm như này. Đấy các bác thấy không? Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là cái mặt đồng hồ này các bác. Ở đằng dưới nó sẽ có cái phần chân đế này. Đấy, để em xem thông số này. Đây, mẫu này hàng Made in Korea này. Hàng Hàn Quốc các bác. Điện của nó là điện 100 đến 240V. Đây các bác có nhìn thấy thông số của nó không? Đấy.
Đây là mẫu số 5 nha các bác, có giá là 50.000 một chiếc. Ốc thì vẫn còn, đầu dây thì đã cắt các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 6. Đây, số 6 là cái át này các bác. Cái át hàng tháo tủ, nó kiểu át đôi như này này. Nó sẽ lẫn lộn mấy loại nha các bác. Như cái mẫu này em đang cầm trên tay là của Mitsu này, 5A. Cái mẫu này là hàng của Made in Japan này các bác. Ốc thì vẫn còn, đầu dây thì nó đã cắt nha các bác. Nó có màu xanh này. Đấy. Như cái này là 10A này các bác. Cái này là hàng Hàn Quốc này. Nó lẫn lộn mấy loại nha các bác, chứ không phải một loại đâu. Đấy, như cái mẫu này. Mẫu này là 5A. Cái này thì em sẽ bán theo combo, một bộ là các bác sẽ có 10 chiếc nha. Có giá là 200.000 10 chiếc. Tính ra một chiếc như này có 20.000 thôi các bác. Có 20.000 thôi các bác. Cái này em sẽ bán theo combo nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 7. À hoặc là mẫu này nếu mà các bác đã mua thêm cái món gì rồi, muốn mua kèm thêm cái này thì nếu mà mua 5 cái thì em bán 5 cái nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 7. Số 7 là cái bộ combo này. Bộ combo 3 món. Cái này là cái gì đây? Này nó giống như một cái dạng điều khiển ý các bác. Đây bên sườn nó sẽ có các cái phần chân rắc cắm như này. Nó sẽ có một cái tem này, Made in Israel. Ba cái này giống nhau nha các bác. Mẫu này phần khung ngoài bằng nhôm ấy. Ba cái này cùng một thông số. Mẫu số 7 này có giá là 150.000. Tính ra có 50.000 một cái thôi các bác. Bác nào vào việc thì ủng hộ em nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 8. Số 8 là mấy cái mặt điện tử này các bác. Đây. Mẫu này là hàng Hàn Quốc, Made in Korea. Điện của nó là điện 100 đến 240V này. Đằng trước nó sẽ có một cái mặt điện tử với cả 4 cái nút nhấn này các bác. Đấy. Cái này là một chiếc nó ở cái loại khác rồi. Cái này hơi xấu này, loại ra nhá. Còn loại này là đẹp này. Loại này là đẹp thì sẽ có giá là 100.000 một chiếc nhá. Bác nào có muốn mua kèm thì báo em này. Cái này 50.000 nhá. Hơi xấu đấy các bác. Mẫu này cũng là hàng Hàn Quốc rồi nhưng mà hình thức bên ngoài này trông khá là xấu, nó không được đẹp như cái mẫu này. Đây các bác mua hàng em sẽ lấy cho các bác mẫu này nhá. Đấy là 100.000 một chiếc, mẫu số 8. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là bộ combo mấy cái van. Này van hơi nha các bác. Kiểu van đây, bên trên này nó sẽ có cái đầu ống là ống 8. Còn đầu ống chính này nó sẽ là ống 10. Các cái van xem điện bao nhiêu này. Cái này không thấy ghi điện ta. Bên này. Cái này một dàn lên trên này của ống nó sẽ ống 8 này. Còn bên này bốn cái ống này nó sẽ là ống 6 á. Mẫu này là hàng của Made in Japan này. Đây Made in Japan các bác. SMC. Hàng đẹp không có bể vỡ nha các bác. Đây. Chiếc này cũng thế này. Chiếc này thì đầu ống chính này của nó sẽ là ống 8 và bên trên này sẽ có là ống 4 và ống 6. Đầu dây điện thì các cái van này nó đã cắt hết rồi. Made in Japan này các bác, cũng là hàng SMC nhá. Mẫu này là combo, nguyên combo 3 món như này. Là mẫu số 9, có giá là 200.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 10. Nếu trên video em mà có quay chưa được rõ mã nào thì các bác cứ chọn theo mẫu số, inbox trực tiếp Zalo để em chụp ảnh hoặc là quay video cho các bác xem lại nhé. Để các bác có thể mua được đúng cái mặt hàng ưng ý ạ. Mẫu số 10. Số 10 hiện tại em đang có 3 cái đây các bác. Đây, nó giống như kiểu cái van lọc đây này. Ở đây là còn giống như cái lọc ấy. Đây nó sẽ có cầm về cái van điện. Mẫu này hàng SMC này. Đây, tem logo SMC các bác. Đây nó sẽ có 3 cái van điện như này. Made in GP là Japan này các bác. Đây nó sẽ có cái đầu ống này, ống 8 này. Bên đây sẽ có ống 8 và ống 6 nữa. Một chiếc như này thì sẽ có giá là 100.000. Mẫu số 10 nha các bác. 100.000 một chiếc. Ở đây em đang có 3 chiếc này. 3 chiếc này là nó cùng một loại, cùng một thông số ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 11. 11 là cái này. Đây nó giống như một cái mẫu xi lanh kẹp ấy các bác. Đây, xi lanh kẹp như này này. Này đầu ống này của nó sẽ là ống 6 á. Đây, tem là đằng sau đây các bác, SMC Made in Japan này. Đấy. Đây các bác, cái hình trình của nó này là 2 cm nha.
mới lắm này, đầu dây cảm biến vẫn còn luôn. Đấy, bác nào vào việc thì ủng hộ em nhé. Mẫu này rất là đẹp luôn, mẫu số 11 có giá là 100.000. Mẫu này thì em chỉ có một cái thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 12. Mẫu 12 là cái này. 12 và 13, mỗi thứ có một chiếc. Đây là mẫu 12 trước nhá. Đây, cái này cái hộp điều khiển các bác. Bên trước nó sẽ có cái chân rắc cắm này và một công tắc. Điện của nó điện một pha, điện AC 200 đến 240V. Đây sẽ có một cái phần chân rắc ở đây. Cái này nó bị rách cái phần phần gì nhỉ? Cái này là giống như cái phần bọc bên ngoài ấy các bác, bọc bên ngoài. Đây, mẫu này thì là mẫu số 12 nhá, có giá là 100.000. Còn đây là mẫu 13, mẫu 13 này. Mẫu 13 mẫu này là điện đây cũng này, điện một pha AC 200 đến 230V, cũng là một dạng điều khiển quạt đấy các bác. Chân rắc cắm ba chân đằng trước này. Và đây nó có cái đầu dây bên ngoài như này. Đấy. Đây là mẫu số 13 này, có giá là 150.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 14. Đây 14, 15 là trên này. 14 đây các bác, 14 là bộ combo, combo các cái van nhá, van điện. Đây như cái mẫu này em đang cầm trên tay là hàng SMC này. Đây nó sẽ có hai cái van điện như này. Và đây đầu ống này của nó sẽ là ống một dài bên này nó sẽ là ống 6 á, ống hơi ống 6 nhá các bác. Các nào mà hay chế các cái đồ mà cần các cái đồ van điện này thì hôm nay là mình chốt đơn nhá, tại vì hôm nay về nhiều các cái mẫu van điện này các bác. Các bác có cần xem thêm một vài mẫu nào thì mình inbox trực tiếp Zalo, em chụp ảnh cho các bác xem thêm nhá. Hiện tại đang về cả một sọt cơ mà. Một sọt ấy, cái sọt màu xanh nhựa ấy các bác. Khá là nhiều và nó nhiều mẫu lắm, đa dạng mẫu. Mẫu này thì đầu ống này của nó sẽ là ống 10 này, còn bên trên này của nó sẽ là ống 8 và ống 6 này. Mẫu này cũng là hàng SMC này, made in Japan các bác. Ba chiếc như này. Nó lộn xộn mấy kiểu luôn ấy ạ. Đây, đó. Nguyên combo tất cả như này là mẫu số 14, có giá là 300.000. Bác nào vào việc ủng hộ em nhé, giá rất là rẻ luôn. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 15. 15 là mẫu xi lanh các bác. Này là combo xi lanh hơi nha, xi lanh mặt sắt này các bác. Mẫu này thông số này, thông số của nó là 8 x 50, tức hành trình của nó sẽ được là 5 cm. Đây, mẫu này phần ti hơi em đo được là 4 ly nha các bác. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 á. Đây, em sẽ đo kích thước phần thân luôn. Mẫu này bản rộng phần thân là 3,8 cm, chiều dài của nó là 12,3 cm. Bộ combo 3 món này có giá là 300.000. Ba cái xi lanh này đẹp lắm đấy ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 16. 16 đây ạ. 16 là combo 2 chiếc xi lanh ạ. Con này thì đầu ống vẫn còn này. Ống này của nó sẽ là ống 4, đầu dây cảm biến vẫn còn luôn các bác. Con này thông số của nó là 12 x 10, made in Japan, hàng SMC này các bác. Mẫu này thì hành trình của nó sẽ là 10 là 1 cm nha các bác. 2 ti hơi. Mẫu này phần ti hơi đo được là 5 ly. Đấy. Kích thước phần thân này. Mẫu này phần thân bản rộng là 4,5 cm, chiều dài là 7,5 cm ạ. Xi lanh mặt sắt nha các bác. Đấy. Hai chiếc là một cặp này, giống nhau. Mẫu số 16 này, bộ combo 2 chiếc có giá là 200.000. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 17. 17 là bộ combo mấy cái này là giống như là kiểu xi lanh kẹp đi các bác. Đây, xi lanh kẹp như này. Cái này thì đầu ống này của nó sẽ là ống 4 á. Đây. Cái tem của nó bị lấp ở trong cái phần khung này rồi các bác. Đây, toàn bộ là ống 4 nha các bác. Đây, có một chiếc này hơi khác một chút này. Đây. Bộ combo là 5 món, có giá là 200.000, mẫu số 17. Toàn bộ là xi lanh kẹp nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 18. Đây, 18 là các cái mẫu xi lanh này. Mẫu này thì đầu ống này của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Thông số của nó là 40 x 15, tức hành trình của nó sẽ được là 1,5 cm thôi. Logo hàng thương hiệu SMC các bác. Mẫu này phần ti hơi bên trong này em đo được là 16 á. Toàn bộ đầu ống nó sẽ là ống 6 nha các bác. Mẫu này thì có giá là nhiêu tiền đây? Mã số 18 có giá là 50.000 một chiếc nha các bác.
Tiếp theo em chuyển qua mẫu 19. 19 là combo xi lanh hơi. Hôm nay rất là nhiều mẫu xi lanh hơi các bác. Đây, bác nào mà hay chế cháo này mà cần các cái đồ mà xi lanh nhỏ ấy, hành trình ngắn ngắn này, thì mình chốt liền combo này. Combo này hành trình ngắn này mà nó lộn xộn mấy kiểu luôn chứ không phải một kiểu nhá. Tầm mẫu xi lanh mặt sắt này các bác. Đây. Đó, xi lanh đế sắt này. Đây. Cái này thì nó lại kết hợp cả hai cái xi lanh vào với nhau này các bác. Đầu dây cảm biến này vẫn còn đây này, lòng ngoằng dây ở đây này các bác. Mẫu số 19 nhá, nguyên combo trong rổ như này sẽ có giá là 200.000, gồm bao nhiêu chiếc đây? 2, 4, 6 chiếc các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 20. Đây, 20 là bộ combo này. Đây, combo này rất là nhiều nha các bác. Nó sẽ kiểu là cái xi lanh 3T như này, như cái mẫu này em đang cầm xi lanh 3T nhá. Đầu ống này của nó sẽ là ống mấy nhỉ? Ống 6. Đây nó đang là lắp thêm cả cái phần ống nối góc nha các bác. Các bác không cần có thể tháo rời ra nhá. Như cái mẫu này thì tem logo của nó là hàng SMC, thông số là 12 x 20. Tức hành trình của nó sẽ được là 2cm đấy các bác. Nó có cả loại ngắn hơn này. Đây này hành trình chắc được 1cm thôi. Đây đúng rồi, hành trình là 12 x 10 này, là 1cm. Đấy, rất là nhiều các bác. Để em xem có bao nhiêu chiếc này. Gồm 2 này, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10. 10 chiếc các bác, mẫu số 20. Có giá là 250.000 là các bác sẽ có nguyên combo 10 chiếc ạ. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 21. 21 này có nguyên một rổ luôn này. Đây mẫu 21 đây. 21 mẫu này nó là các cái xi lanh kiểu bàn trượt các bác. Đây, logo thương hiệu hàng SMC này. Như cái mẫu này là hàng SMC Made in Japan. 12 x 10, tức hành trình của nó sẽ được là 1cm, hành trình ngắn thôi các bác. Phần ti hơi đo được là 5 ly nhá. Đầu ống nó sẽ là ống 6. Tất cả đầu van ống của nó vẫn còn đây các bác. Kích thước của nó này. Mẫu này phần thân bản rộng là mấy đây? 4,7cm, chiều dài là 7,8cm. Mẫu số 21 này có giá là 100.000 một cái nha các bác. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 cũng là cái mẫu xi lanh bàn trượt này. Đấy. Mẫu này thông số của nó này các bác. 16 x 20, hành trình của nó sẽ được là 2cm. Đầu van của nó sẽ là van ống 4. Mẫu này là hàng Made in Korea này. Đây các bác có những em dơ cận vào, các bác có nhìn thấy chữ Made in Korea không? Xi lanh 2 ti hơi nha các bác. Đầu dây cảm biến của nó vẫn còn. Ba cái này đều còn dây cảm biến này. Mẫu này kích thước phần thân bản rộng là 5,5cm, chiều dài là 8,6cm ạ. Đây là mẫu số 22, có giá là 100.000 một cái. Tiếp theo là mẫu 23. 23 là mẫu này. Này là các cái van đó các bác. Này van của nó là hàng SMC Made in Japan này. Đầu ống nó sẽ là ống 4 nhá. Những cái van nhỏ này. Đấy. Đây nó sẽ có các cái đầu dây điện nó đã cắt rồi. Đây các bác. Toàn bộ những cái đầu này của nó đều là ống 4 hết nhá. Đây. Toàn logo hàng SMC Made in Japan thôi đấy ạ. Mẫu này thì em sẽ bán theo combo. Một bộ các bác sẽ có 5 chiếc, có giá là 100.000. Mẫu số 23. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 24. 24 là cái bộ van này. Đây mẫu này. Mẫu này là hàng SMC này, Made in Japan đấy các bác. Đây nó sẽ có 4 cái. Đầu ống ở đây này, nó sẽ có cái ống to nhất là ống 12. Còn hai cái ống nhỏ này là ống 6 nha các bác. Đây nó xem bên dưới này. Phần đế nhôm này có một dàn là 4 cái ống 6. Cái này của nó điện là DC24V nha các bác. Đây các bác. Đây trên đây nó ghi này, DC24V. Mẫu này thì có giá là 200.000 một chiếc như này. Đấy. SMC này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 25. 25 là cái này. Cái này nó là cái gì nhỉ? Cái mặt điện tử các bác ở đây này. Đằng sau này nó sẽ có các cái đầu dây đã bị cắt rồi, ốc thì vẫn còn. Mẫu này hàng Made in Japan. Đây nó có cái tem này các bác. 3A 250V. Còn bên dưới này nó ghi là 200V này, 50 gạch chéo 60Hz. Hai cái này là giống nhau à? Đây là mẫu số 25, có giá là 100.000 một chiếc nha các bác.
Tiếp theo em chuyển qua mẫu 26. Là bộ combo này, combo các cái quạt nhỏ các bác, gồm 2, 4, 6, 7 chiếc đây. Cái này thì nó lộn xộn nha các bác, như cái mẫu này em đang cầm trên tay của nó là hàng Minh Japan điện DC 24V nhá. Đây, như cái nhỏ mini này nó đã cắt đầu dây rồi, còn cái này cái to hơn này, cái này thì điện của nó là điện một pha 220V. Thế là nó có hai loại, một là DC 24V, hai là điện một pha 220V nha các bác. Đến xem nào. Đây là có hai cái là điện DC thôi các bác, còn đâu mấy cái này là điện 220V. Quạt thì em sẽ bán theo combo là mã số 26 nguyên combo tất cả như này, gồm 2 4 6 7 chiếc, có giá là 100.000, và quạt thì em không có bao điện nhá, không bao điện. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 27. 27 là bộ combo 4 chiếc này. Cái này là điện của nó là điện DC 24V, Made in Japan. Mẫu này thì cái phần quạt này đường kính của nó là vuông 12cm, phần khung nhôm nhá. Mẫu số 27 của 4 chiếc như này, có giá là 100.000. Đây, đây là mẫu 28 của em. 28 mẫu này của nó cũng là điện DC 24V nha các bác. Đây, DC 24V này. Mẫu này thì quạt nhá, em không bao điện đâu. Mẫu này thì kích thước của nó, phần thân của nó là vuông 12cm. Hai chiều này là 12cm nha các bác. Đầu dây này, đầu dây điện nó đã cắt rồi. Mẫu số này là số 28, bộ combo các bác sẽ có 4 chiếc. 4 chiếc một bộ combo nha, có giá là 100.000. Đấy. 100.000 là các bác sẽ có 4 chiếc, toàn bộ chỗ này đều là điện 24V hết này. Hình như hiện tại kho đang có tầm 7 đến 8 cái điện 220V nữa ấy. Giá thì cũng bằng tiền thôi, bác nào có cần điện 220 thì bảo em lấy 220 thôi nhá. Cũng 100.000 4 cái thôi. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 29 này. 28 rồi đến 29 này. Đây 29 ở bên trên này. Chín là cái nguồn nha các bác. Đây, mỗi mẫu là chỉ có một chiếc thôi. Đây mẫu 29 này các bác. Cái này thông số đây. Đây, mẫu này thông số của nó là điện 24V này. Đây nó có cái tem này 24V đây nha các bác. Mẫu này kích thước này, bản rộng là 9,5cm, chiều dài là được 17cm nha các bác. Mẫu số 29 có giá là 100.000. Đây em có một cái ạ. Tiếp theo là mẫu 30. 30 cũng là cái nguồn các bác. Này của nó điện bao nhiêu đây? Ở đây đằng sau có cái tem này. Mẫu này của nó là điện điện vào là 200V đến 240V, điện ra là DC 12V ạ. Đây, này của em nó đang bị lóa ánh sáng một chút nên các bác thông cảm nhé. Đây em sẽ đo kích thước phần thân của nó này. Con này bản rộng là 9,7cm. Chiều dài phần thân là 15,5cm ạ. Mẫu số 30 có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 31. 31 cái này thì em không biết nó là cái gì các bác. Tại bên sườn nó có một mấy hai cái hàng chân rắc cắm như này này, nó có cái mặt điện tử ở đây này các bác. Đây. Xem còn cái tem nào không. Đây, đằng bên này nó có một cái tem này. Cái này nó ghi là điện 12V này các bác. Đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Con này bản rộng đo được là 11cm, chiều dài là 21, chưa được 21 đâu các bác, kém 2 ly nữa mới được 21cm. Mẫu số 31 này có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 32. 32 là cái nguồn này các bác. Cái này của nó là điện bao nhiêu đây? Cái này của nó là điện vào là 100 đến 240V, điện ra là 24V nha các bác. Đây, tem của nó điện ra 24V. Mẫu này thông số này, bản rộng là 9,7cm, chiều dài là 15,5cm ạ. Đây này nó ghi là 24V này thì được 3.5A, 5V thì được 3.0A này các bác.
Tiếp theo là mẫu 33. 33 là bộ combo 2 chiếc này nha các bác. Combo 2 chiếc này này. Này không biết là cái gì đây. Đây bên sườn nó sẽ có cái phần chân rắc cắm như này. Có hai cái đèn báo, đèn xanh, đèn đỏ này các bác. Còn đâu không thấy thông số là điện như nào. Đây, bộ combo 2 chiếc nha các bác. 2 chiếc này là cùng một loại nha. Đây cùng một loại như này. Mẫu số 33 có giá là 100.000, các bác sẽ có 2 chiếc luôn. Tiếp theo em chuyển qua 34. 34 là bộ combo này, bộ combo 3 món thôi nha các bác. Để em nhìn xem là cái tem nó ghi điện không ta. Made in Japan này. Trời ơi, nó nhiều chữ quá mà đọc không đọc nổi luôn các bác. Em giơ cận cảnh với các bác nhìn nhá. Này em mới nhìn thấy cái chỗ nó ghi là 24V DC. Và mẫu số 34 này, bộ combo các bác sẽ có 3 món như này luôn. Có giá là 100.000 3 chiếc. Tiếp theo là mẫu 35. 35 là cái vỉ nguồn này các bác. Này của nó là điện là 100 đến 240V, điện ra là 24V 2.2A này các bác. Mẫu số 35 nhé, bộ combo 2 chiếc này này, sẽ có giá là 100.000 2 cái. Mẫu này em đang có 2 bộ thôi. Tiếp theo là mẫu 36. 36 cái nguồn này, này của nó điện vào là 100 đến 240V, điện ra là 12V ạ. 8.5A này. Kích thước phần thân bản rộng là 9,7cm, chiều dài đo được là 14cm. Số 36 này của em đang có giá là 100.000 một chiếc. Ở đây em đang có 3 cái đấy ạ. 3 cái là cùng một loại nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 37. 37 bộ combo 2 món nha các bác. Đây, chiếc đầu tiên trong combo này. Này không thấy, à đây, thông số bên sườn đây các bác. Con này điện của nó là 100 đến 240V, điện ra là 24V, tương đương là 2.2A này. Đấy, cái này thì cái thân nó nhỏ hơn nha các bác. Đây còn mẫu này của nó là điện AC 85 đến 264V, điện ra là 24V 3.1A. Bộ combo 2 món mẫu số 37 này, có giá là 100.000, các bác sẽ có 2 chiếc nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 38. Đây, 38 là cái hộp này. Cái này nó giống như cái điều khiển, cái hộp đầu số thì các bác. Đây này, nó sẽ có từ số từ 0 đến 9 này. Thấy điện à. Đây đằng sau này. Đằng sau nó sẽ có cái phần, các cái phần chân rắc cắm với cả nút công tắc các bác. Đấy. Cái này là đây nó ghi là 12V này. Đây em sẽ đo kích thước của nó nhé. Con này bản rộng đo được là 24cm. Chiều dài đo được là 31,5cm. Mẫu số 38 này, có giá là 150.000 một cái ạ. Này em chỉ có một cái thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 39. Đây, 39 là mấy cái cầu điện này nha các bác. Cái này phần ốc của nó vẫn còn, đầu dây nó đã cắt rồi. Hàng tháo tủ nên đầu dây nó sẽ cắt hết nha các bác. Như cái mẫu này thì cái phần lô thông số của nó này, logo nhá, DC là 24V, Made in Korea các bác. Đây em giơ cận cảnh cái phần thông số cho các bác xem cận cảnh luôn nhá. Đây là mẫu số 39 này. Mẫu này thì có giá là 100.000 một cái ạ. Đây, ở đây nó sẽ có cái phần chân rắc cắm như này. Đấy. Mẫu này đang có tầm 6 cái các bác, có 6 cái nhá, 100.000 một chiếc, mẫu số 39 ạ. Tiếp theo là mẫu 40. 40 là cái cục đồng này các bác. Đây, cái cục cuộn đồng như này. Đây là như cái mẫu này là còn cái phần tem của nó rõ nét này, 40A. Đọc được mỗi chữ 40A các bác. Còn cái phần bên dưới là em đọc không hiểu luôn. Cái này bác nào biết thì mình bình luận vào dưới phần video để cho em và các bác chưa biết mình có thể biết thêm nhá. Nó sẽ có hai cái đầu dây có cái phần rắc như này. Mẫu số 40 có giá là 100.000 một cái ạ. Còn đồng nữa các bác. Cái cuộn đồng nha. Tiếp theo là mẫu 41. 41 mẫu này của em có cái bộ van này. Mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống 10, còn bên trên này một dàn này sẽ là ống 6 nha các bác. Đây, điện 24V này các bác, 24V nha. Mẫu này là hàng SMC. Đây, logo thương hiệu hàng SMC. Đầu dây điện thì ôi giời, cái bộ này đầu dây điện nó cắt sát quá này. Phần đế bên dưới nó sẽ là đế nhôm nha các bác. Này nó sẽ là bộ van điện hai đầu.
Để em xem nó có bao nhiêu cái này. 2, 4, 6, 8, 9 chiếc. Bộ combo mẫu số là 41, có giá là 400 ngàn nha các bác. Giá rất là ok luôn ạ. Tiếp theo em xin chuyển qua mẫu 42. 242 đây. 42 là bộ combo hai cái màn hình này các bác. Đây có một cái này nó bị thủng ở giữa này các bác. Này các bác nào mình mà hay chế cháo mình mua về mình xem linh kiện, lấy linh kiện cũng được nhá. Đây. Nó có một cái tem ở đằng sau này, điện DC 24V. Đây, hai cái này thì bị thủng ở giữa này các bác. Còn cái này thì nó bị nứt ở góc này. Đấy. Hai cái màn hình. Cái này thì cùng một loại, cùng một thông số nha các bác, đều điện DC 24V hết. Đây, mẫu này thì có giá là 100 ngàn là hai cái. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 43. Đây 43 là mẫu này ạ. Đây, cũng một cái cuộn đồng này các bác. Mẫu này của nó ghi đây trên đây là 20A này, 360Hz. Đây có cái đầu dây này. Cái bên ngoài bằng sắt nha các bác, còn cái phần này bằng đồng nha. Mẫu số 43 này có giá là 100 ngàn. Mẫu này hai hôm trước em đang có mấy cái này mà các bác nào có bác hôm nào hôm đấy bị mua hụt ấy, mình chưa chốt kịp thì hôm nay chốt nhá. Em có một chiếc thôi. Tiếp theo là mẫu 44. 44 là bộ combo 3 món ạ. Đây. Cái này hộp này bằng không biết là cái hộp gì đây. Ở đây nó sẽ có cái phần chân này, 2 4 6 8, 8 cái chân nha các bác. Để xem có cái thông số điện ở đây, điện của nó này. Điện của nó là bao nhiêu đây? 12V các bác, 12V này. Đây các bác có nhìn thấy không? 12V nha. Đây em sẽ đo kích thước của nó. Mẫu này kích thước bản rộng là 9cm, chiều dài đo được là 15cm. Mẫu này là mẫu số 44, có giá là 100 ngàn, là các bác sẽ có 3 cái á. Đây, 3 cái như các bác, 100 ngàn. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 45 ạ. 45 là bộ combo mấy cái đồ van đấy các bác. Đây, như cái mẫu này em đang cầm là của Etac này. Mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống 6. Mặt kính đồng hồ vẫn còn nhá. Cái mẫu này, mẫu này là hàng của SMC này. Đầu van này của nó sẽ là ống 6 các bác. Đây nó sẽ có cái phần ke góc như này luôn. Đây, có một chiếc này nó bị mất cái mặt kính rồi các bác. Đây. Bộ combo 5 chiếc nha các bác, có giá là 150.000, mẫu số 45. Đây, mẫu này cũng là hàng SMC này. Tính ra có 30 ngàn một cái thôi ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 46. Đây, 46 cũng là một combo nha các bác. Đây là một loại thôi này. Mẫu này thì mặt kính vẫn còn. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 ạ. Bộ combo này nó sẽ có 2, 4, 6 chiếc. Có giá là 150.000, các bác sẽ có 6 chiếc như này nhá. Này nó có một loại thôi, mặt kính này em thấy nó vẫn còn nguyên nha. 6 cái này phần nắp kính này vẫn còn đấy ạ. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 47. 47 là cái này. Này nó giống như cái phần motor này, ở đây nó sẽ có cái phần trục. Đây có cái phần buli bằng nhôm này các bác. Đây nó có cái thông số nữa. Trời không có cái thông số gì các bác. Nó có mỗi chữ Make in Japan thôi, còn không thấy thông số thì nó giống như một cái trục quay thôi. Đây, đây là mẫu số 47, có giá là 150.000 một chiếc ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 48. 48 là cái mẫu van lọc này. Mẫu này của Etac nha. Mẫu này thì cái đầu ống này của nó sẽ là ống 12. Bên này cũng ống 12 luôn này. Đây nó sẽ có cái cốc lọc đôi nha, hai bên hai cái này. Đằng sau nó sẽ có cái phần chân nhôm này. Phần chân nhôm nó bị mẻ một miếng ở đây rồi các bác. Bên trên vẫn còn đây. Mẫu số 48 này có giá là 100.000. Tiếp theo em chuyển qua 49. 49 là mẫu này. Ở đây nó sẽ có cái phần đồng hồ này, hàng SMC. Nắp kính bị mất rồi các bác. Mẫu này đầu ống nó sẽ là ống 8 ạ. Có một cốc lọc. Đằng sau sẽ có cái phần ke góc bằng sắt để bắt này. Mẫu này logo thương hiệu hàng SMC. Mẫu số 49 có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 50. Đây 50 là mẫu này. Cái này như bằng đồng hay sao này các bác. Quên mất không lấy cục lâm châm ra đây. Đây. Mẫu này thì đầu ống này của nó sẽ là ống 10 này. Còn đây là ống 6 nha các bác. Ống này của nó sẽ là ống 4. Đằng sau nó sẽ có cái đầu dây điện này. Đây nó giống như cái hộp điện ấy. Trên đây nó ghi là AC 125V. Bên dưới là AC 250V các bác.
mẫu số 50 có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 51. Đây 51 đây. 51 là cái mẫu này. Bộ combo hai món nha các bác. Chiếc đầu tiên này, nó sẽ là một cái mặt điện tử. Nó sẽ có một mặt điện tử này và 5 cái nút nhấn này các bác. Đây, 5 cái nút điều khiển ở trên này. Thông số này, mẫu này make in Japan. Đây là điện bao nhiêu đây? Trời ơi, mẫu này em chưa nhìn được là thông số điện của nó là bao nhiêu các bác. Cho đây em xin phép là dơ lên cận cảnh các bác xem giúp em nhé. Nó ghi là AC. Bên dưới này có chữ man này. AC 85 đến 264V. Thế chắc là nó xài điện một pha ấy các bác. Chiếc thứ hai trong combo mẫu 51 này. Đây nó giống như một cái hộp điều khiển gì ấy. Đây, nó sẽ có mấy cái nút vặn này. Mấy cả mấy cái nút nhấn đằng trước đây. Đây. Tem này. Điện của nó mẫu này là điện AC 110 đến 220V. Đây, mẫu này là bộ combo mẫu số 51 gồm hai món nha các bác. Nào, hai món của combo này có giá là 200.000 hai cái. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 52. 52 là bộ combo các cái này, nó giống như các cái cầu điện ấy ạ. Nguyên một combo này các cái cầu điện nhá. Đấy. Ở đây này. Cái này bị mất ốc rồi. Cái này thì còn này các bác. Đấy. Rất là nhiều luôn các bác. Nguyên combo này, nguyên đầy một cái rổ to này. Mẫu số 52 có giá là 200.000. Đây, bác nào vào việc thì ủng hộ em. Nguyên combo luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 53. Đây 53 đây. 53 cái này nó giống như cái dưa le ấy. Make in Malaysia này. Trong một cái này nó sẽ có 4 cái chiếc nhỏ ghép vào nhau đấy nha các bác. Đầu dây điện nó đã cắt hết rồi. Cái này là điện DC 24V này. Đấy, DC 24V nhá. Đây là mẫu số 53. Một chiếc như này sẽ có giá là 50.000. Đây, 50.000 một cái như tem đang cầm đấy nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 54. 54 là mẫu này. Ôi, mẫu này cũng khá là nhiều đây các bác. Một cái hộp mà kiểu hộp điều khiển ấy ạ. Mẫu này là hàng của nước nào đây? Mẫu này hàng này, Japan này. Mẫu này điện của nó điện DC 24V. Đây, ốc thì nó đã cắt rồi, đầu dây thì vẫn còn. À quên, dây thì đã cắt, ốc thì vẫn còn nha các bác. Ở đây nó sẽ có cái phần chân rắc cắm ở đây nữa này. Đây, một cái mặt điện tử này các bác. Nó có 3 cái nút nhấn ở đây nữa này. Điện DC 24V nha các bác. Đây, đằng sau nó sẽ có cái phần chân cài như này. Đây là mẫu số 54. Này có giá là 150.000 một cái á. Mấy cái này là đều giống nhau nha các bác. Nó đều tháo cùng một tủ ra này là đều giống nhau luôn. Không có cái nào khác đâu ạ. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 55. 55. Đây, 55 là cái mẫu này. Đây các cái này. Này của nó giống như cái cầu điện đấy các bác. Như cái mẫu này em đang cầm này là hàng Make in Japan, điện DC 24V nhá. Đây. Ốc thì vẫn còn này, dây thì nó cắt hết rồi. Đấy. Cái này thì em sẽ bán theo bộ combo. 100.000 là các bác sẽ có hai cái luôn nhá. Đấy, 100.000 sẽ có hai cái luôn. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 56. Đây. Tiếp theo một loạt này là xi lanh hơi các bác. Con này là mẫu xi lanh bàn trượt này các bác. Bàn trượt mặt sắt nha. Con này thì ở đây nó sẽ có cái đầu dây cảm biến vẫn còn này. Có một cái đầu ống này bị mất rồi. Để em xem nó có cái tem nào. Đây. Mẫu này logo thương hiệu hàng SMC, thông số là 16 x 50, tức hành trình của nó sẽ được là 5cm đấy các bác. Phần ti hơi đo được là 6 ly. Đây, kiểu xi lanh bàn trượt ấy, nó sẽ có cái phần dây bi trượt bên dưới ấy. Kích thước phần thân này
con này bản rộng đo được là 6,2 cm, chiều dài phần thân là 12,7 cm. Mẫu số 56 này của em có giá là 150.000 một chiếc nha các bác. Đầu dây cảm biến này, con này có đầu dây cảm biến. Ơ, có một chiếc này thì lại không có đầu dây này, nó cắt mất tiêu rồi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 57 là mẫu này. Mẫu này cũng là kiểu xi lanh bàn trượt mặt sắt bên dưới nha các bác. Thông số này, logo thương hiệu SNC Make in Japan, 12 x 100. Hành trình của nó sẽ được là 10 cm. Phần ti hơi bên trong này đo được là 6 ly nha các bác. Hành trình là 10 cm. Kích thước phần thân, mẫu này bản rộng đo được là 4,5 cm, chiều dài em đo được ở đây là 18 cm ạ. Mẫu số 57 này có giá là 150.000 một cái. Mẫu này thì em đang có là 4 cái đây. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 58. 58 là cái mẫu mặt sắt này các bác. Ui, rất là nặng luôn. Mẫu này thông số này 20 x 100, tức hành trình của nó sẽ được là 10 cm. Đầu van ống này của nó sẽ là van ống 6 nha. Đầu dây cảm biến vẫn còn đây. Đây, mặt sắt rất là to và nặng luôn. Cái này nó nặng chắc khoảng 2,5 cân luôn ấy. Mẫu này thì phần ti hơi đo được là 10 ly. Đây, em sẽ đo kích thước của nó này. Mẫu này kích thước phần thân bản rộng là 7 cm, chiều dài đo được là 22,5 cm. Đây là mẫu số 58, có giá là 250.000 một cái nha các bác. Tiếp theo là mẫu 59. 59 là cái mẫu kiểu xi lanh xoay ấy các bác. Đây, xi lanh xoay như này. Mẫu này là của hàng SMC Made in Japan. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Đây, đằng sau này nó sẽ có hai bên này có hai con ốc để làm gì đấy không biết. Đây. Này em không hiểu nó là nó sử dụng kiểu như nào cơ. Mẫu số 59 này có giá là 250.000. Đây, em sẽ đo cái phần thân bên dưới này của nó nhé. Bản rộng là 8 cm, chiều dài phần thân là 15 cm ạ. Đây là mẫu số 59 này, 250.000. Hai bên đều vẫn còn hai cái ống hơi đây, ống 6 nha các bác. Đầu dây cảm biến vẫn còn. Tiếp theo là mẫu 60 cũng là cái mẫu xi lanh xoay này các bác. Đây, nó có cả cái chân giảm chấn ở hai bên này. Này, đầu ống này của nó sẽ là ống 6, logo thương hiệu hàng SMC. Thông số này, nó có cái tem ở đây này các bác. Đây, em giơ cận đây các bác có nhìn thấy cái tem của nó. Em sẽ đo kích thước phần thân nha. Phần thân bên dưới này, bản rộng là 7 cm, chiều dài đo được là 12,5 cm ạ. Đấy, đầu dây cảm biến hai đầu dây vẫn còn này. Mẫu số 60 có giá là 200.000. Tiếp theo đây là mẫu 61. 61 này, ở đây nó sẽ có kết hợp cả dây bi trượt nữa này các bác. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6 nha. Đây, xem có cái đầu dây cảm biến vẫn còn này. Em nhìn xem là cái phần thông số này. Thông số của nó ghi là 20 x 10, hàng Made in Korea, hàng Hàn Quốc các bác. Ở đây nó có cái phần ốc gen này, nó giống như cả cái cữ ấy các bác. Cữ nó dừng ở đấy ấy. Đây, nó đang có cái cữ đấy nên là hành trình nó rút ra được có một xíu này thôi. Phải vặn cái này ra thì hành trình nó mới dài hơn được. Đây, phần dây bi trượt này. Trên cái này thì nó sẽ có là một cặp dây. Đây, hai bên này. Mỗi một thanh dây nó sẽ có hai bi nha các bác. Kích thước phần thân của xi lanh, mẫu này bản rộng là 6,5 cm, chiều dài đo được là 11 cm ạ. Đây là mẫu số 61, có giá là 150.000. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 62. Còn hai mẫu này như nó dùng bằng cả điện ấy các bác, nó có cái đầu dây rắc cắm ở đây này. Xi lanh kiểu mặt sắt ấy. Đây. Nhưng mà nó có một cái ti hơi. Nó giống như kiểu phải cấp điện vào ấy. Đây, mẫu này thông số này, 16 x 100, hành trình của nó sẽ được là 10 cm, SMC Made in Japan. Kích thước phần thân này, bản rộng em đo được là 7,5 cm, chiều dài là 19,5 cm ạ. Đây là mẫu số 62, có giá 120.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 2 cái đây nhá. Tiếp theo là mẫu 63. 63 là mẫu này, cũng là cái mẫu xi lanh bàn trượt này. Mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống 6. Đây, em xem cái tem này. Đây, mẫu này tem thông số SMC Made in Japan, thông số là 12 x 100. Hành trình của nó sẽ được là 10 cm đấy các bác. Kích thước phần thân này, bản rộng là 4,8 cm, chiều dài đo được là 21,5 cm ạ. Đây là mẫu số
63 này, có giá là 150 nghìn một chiếc. Tất cả đầu van ống vẫn và đầu dây cảm biến vẫn còn đây nha các bác. Đây, đây là mẫu 63. Tiếp theo là mẫu 64. 64 là mẫu này ạ. Đây, mẫu này nó cũng có cái đầu dây rắc cắm ở đây này. Đây, logo thương hiệu hàng SMC. Mẫu này thông số của nó là Make in Japan này, 16x50. Hành trình của nó sẽ được là 5cm đây các bác. Đây, nó, mẫu này nó giống mẫu 62 đấy, nhưng mà hành trình kiểu ngắn hơn. Mẫu số 64 này, có giá là 100 ngàn một chiếc nhá. Mẫu này em đang có 5 chiếc đây. Tiếp theo là mẫu 65. 65 là mẫu này. Mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống ống 6. Đây, xi lanh bàn trượt này. Đấy, 2 ti hơi. Mẫu này thông số ở đây. Thông số của nó là phi 20, hành trình 30, Make in Japan. Đầu dây cảm biến này, nó đã cắt ngắn như các bác. Mẫu số 65, có giá là 100 ngàn một cái á. Tiếp theo đây là mẫu 66. Số 6 mẫu này, đầu ống này của nó sẽ là ống 6 nha các bác. Cũng là mẫu xi lanh bàn trượt như này. Đấy. Mẫu này thông số này là 16x20. Đây, hành trình của nó sẽ là 2cm, hàng SMC, Make in Japan. Đầu dây cảm biến nó còn đây. Mẫu số 66 này của em có giá là 100 ngàn nha các bác. Đấy. Tiếp theo là mẫu 67. 67 là mẫu mặt sắt này các bác. Ở đây nó có một cái đầu ống là ống 4. Có một cái bị mất cái đầu van này các bác. Đầu dây cảm biến này, nó đã cắt này. Logo này, mẫu này thông số là 16x75, SMC Made in Japan. Xi lanh mặt sắt nha các bác. Đấy. Bên dưới nó sẽ kiểu là có dây bi trượt, còn hai bên nó sẽ có hai cái ti hơi như này. Hành trình là 7,5cm. Số 67 này có giá là 150.000. Tiếp theo đây là mẫu 68 này. 68 mẫu này là hai bên nó sẽ có cái phần dây bi trượt nữa này các bác. Đây, hai bên đều có dây nhá. Mỗi một thanh dây nó sẽ có là hai bi. Đầu van của mẫu này nó sẽ là ống 6. Đầu dây cảm biến vẫn còn. Đây, nó đang vướng cái phần cốt ở đây này các bác. Kiểu phần cữ ấy các bác. Phần cữ hám lại ấy. Để vặn ra thì nó có thể di chuyển được dài hơn. Đây là mẫu số 68 này. Có giá là 150.000. Mẫu này kích thước phần thân là 6,5cm. Tổng cả phần khung ở đây em đo được là 14,5cm nha các bác. Đây là mẫu số 68. Có giá là 150.000 ạ. Đây là mẫu 69. 69 đầu dây cảm biến vẫn còn. Đầu ống này của nó sẽ là ống 6. Ở đây nó sẽ có thêm cả cái đầu ống này, ống nối này, ống y các bác. Mẫu này thông số này. Logo thông số của nó là 12x50, hàng SMC Made in Japan. Hành trình của nó sẽ được là 5cm ạ. Xi lanh bàn trượt như này. Đấy, nó sẽ kết hợp cả dây bi trượt luôn. Mẫu này kích thước phần thân bản rộng là 4,8cm, chiều dài phần thân của nó đo được là 11,5cm ạ. Mẫu số 69 này của em có giá là 100 ngàn một chiếc. Mẫu này thì hiện tại đang có 2 cái. Tiếp theo là mẫu 70. Đây, 70 là cái mẫu này. Mẫu này đầu dây cảm biến này, đầu dây cảm biến còn đây. Logo đây rồi. Này, đầu ống này của nó sẽ là ống 6 ạ. Logo hàng SMC Made in Japan, 16x50. Đấy. Kích thước phần thân này, mẫu này bản rộng đo được là 5,8cm, chiều dài đo được là 11cm ạ. Số 70 này của em có giá là 100 ngàn một cái. Đây, em đang có 2 cái nhé. Tiếp theo là mẫu 71. 71 là cái mẫu mặt sắt này các bác. Đầu dây cảm biến vẫn còn đây. Mẫu này hàng SMC này. Logo là 20x50, Made in Japan. Đầu van ống này của nó sẽ là ống 6 á. Xi lanh bàn trượt nha các bác. Đó. Kích thước phần thân này. Mẫu này bản rộng đo được là 7cm. Chiều dài phần thân là 13,5cm ạ. Đây là mẫu số 71, có giá là 200 ngàn một cái. Tiếp theo đây là mẫu 72. 72 cái này là cái gì đây? Cái này đầu ống ở đây nó sẽ là ống 12 nha các bác. À, ống 10 thôi các bác. Hai cái này là ống 10 thôi. Đây, logo SMC này nhưng không biết là cái gì đây. Mẫu này như em đang có 3 cái luôn ấy. Mẫu này bản rộng là 7,5cm, chiều dài đo được là 18,7cm nha. Mẫu số 72 này em có giá là 100 ngàn. Hiện tại đang có 3 cái. Tiếp theo là mẫu 73. 73 là cái mẫu này. Đây.
Bữa này thì ốc vẫn còn, đầu dây nó đã cắt nha các bác. Đây, đằng sau nó sẽ có các cái phần chân giắc cắm như này. Trên đây nó ghi là 220V này. Mẫu này thì điện vào của nó là một pha 200 đến 240V, điện ra là điện 3 pha nha các bác. Đầu ra là điện pha 3 pha này, từ 0 đến 240V. Đấy, vào một pha mà ra 3 pha nha các bác. Mẫu này em sẽ đo kích thước phần thân của nó ạ. Mẫu này bản rộng đo được là 16 cm, chiều dài đo được là 17 cm ạ. Mẫu số 73 này của em có giá là 700.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại em đang có là 3 cái nha. Tiếp theo là mẫu 74. 74 thì cái này em không biết là cái gì luôn các bác. Đây, bên trong của nó sẽ có các cái thanh nhỏ nhỏ này. Đấy. Và cái này này, nó có cái phần chân kiểu chân rắc bên trong ấy. Đấy. Rất là nhiều các cái chân này. Đây, em mở thử một chiếc ra cho bác coi nhé. Đây, nó có các cái chân nhỏ như này này. Đây, nó ghi là 24V các bác. 5A này. Em giơ cận cảnh một chiếc bên trong cho các bác nhé. Nhìn nó bị lóa ấy. À đây rồi, đấy. Thông số của nó đây nha các bác. Đây là các cái chiếc nhỏ bên trong này. Cái này thì nguyên một đây, nguyên như này là chưa hề có khui ra đâu các bác. Đấy, nguyên zin như này nhá. Đây em lại đậy lại, em có lại sụt mất này. Đấy, đây là mẫu 74 này, gồm 5 thanh như này, có giá là 100.000. 100.000 5 cái luôn nhá. Tiếp theo là mẫu 75. là mẫu này các bác. Mẫu van điện nha, đầu dây này. Mẫu này là hàng đầu ống này của nó sẽ là ống 10. Còn bên trên này nó sẽ là ống 6 với cả ống 8 á. Đây gồm là van điện hai đầu nha các bác. Đấy. Mẫu này này, logo của nó là hàng SMC Made in Japan nha các bác. Van hai đầu nha, gồm 2 4 5 chiếc. Mẫu số 75 này, bộ này sẽ có giá là 200.000, giá rất là rẻ luôn các bác. Đây, bác nào vào việc thì alo nha. Rồi tiếp theo là mẫu 76. Mẫu này đầu ống này của nó sẽ là ống 10, còn bên trên này một dàn này sẽ là ống 6 nha các bác. Mẫu này thì gồm 2 4 6 7 chiếc ạ. Đây. Mẫu này là điện DC 24V này. Đấy. Đây là bộ mẫu số 76 có giá là 200.000. Hôm nay trên video của em có tất cả là 76 mã hàng. Bác nào có nhu cầu mua mẫu nào thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi em xin kết thúc video đây. Hẹn tất cả các anh các chú ở những video tiếp theo. Các bác xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video lần sau ạ.